Thôi hai đứa đi ngủ đi, mẹ đi sang nhà bà Lục mẹ ngủ. Kìa mẹ, sao thế được ạ? Đúng rồi mẹ à, mẹ cứ ngủ ở nhà đi, nhà mình còn cái chõng. Hai vợ chồng con ngủ ở trong cũng được ạ. Vớ vẩn, cứ làm như mẹ già mẹ không hiểu ấy. Thôi hai đứa đi ngủ đi, có nghe mẹ nói không đấy? Nào, muộn rồi, đi ngủ đi, ngủ đi các con, đi. Kìa mẹ, mẹ ngủ đi. Em lấy anh thờ anh ở đâu đấy? Ôi, tôi chết em quên. Anh xem nào. Em quên mất. Anh còn nhớ cái ảnh này không? Mẹ nói với em là lấy ảnh này cái hồi mà anh làm chứng minh thư ấy. Năm năm nhanh quá. Năm năm rồi, biết bao nhiêu là chuyện. Anh có muốn biết không? Mình còn nhiều thời gian mà. Anh bận lắm à? Chúng mình gặp nhau bất ngờ quá. Công việc của anh là kiểm soát hàng hóa cho chủ. Bây giờ vắng anh không biết thế nào. Thế anh cứ đi lo công việc đi. Có được không? Thế còn mẹ thì sao? Mẹ nói với em là mẹ sang nhà bà Lục ngủ, rồi có gì em nói đỡ cho. Không sao đâu. Này, sao lại ngồi thu lù ở đây thế hả? Định ngủ nhờ bà đây này. Thế bà đi đâu mà về muộn thế? Ngủ nhờ, sao không vào chờ trong nhà mà lại phải ngồi ngoài này? Đợi cái nồi nước sôi hẳn rồi mới dụi lửa. Hay là con Luyến nó đưa Giai về nhà phải không? Cái bà này nói mới chả năng. Bà nói thế là phải tội nó. Thôi tôi với bà đi ngủ đi. Tôi dìu bà. Ôi giời. Anh Sơn, anh nhớ về nhá. Anh biết rồi. Anh vào đi ngủ đi. Anh ơi, anh nhớ về nhá. Muộn mấy em cũng đợi. Chúng nó vẫn đang ngủ bà. Thế à bà? Ấy, cái bà này, để cho các cháu nó ngủ. Mẹ, bác ạ. Sao không ngủ thêm nữa đi? Dậy sớm làm gì thế hả con? Này, nghe mẹ cháu nói chồng về rồi hả? Vâng ạ. Là phúc đức tại mẫu nha. Dạ. Gớm. Có tí hơi vào cái tươi hẳn lên. Này con ơi, dạ. Con chạy ù ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho thằng Sơn nó ăn. Mà mua cái lõi rùa ấy nhá, thằng Sơn nó thích. Nhà con đi rồi bà. Hả? Sao nó lại đi? Nó đi đâu? cháu không giữ nó lại, sao lại để nó đi? Mà nó đi đâu hả con? Mẹ, khổ quá. Nhà con đi công việc thật mà. Thì bây giờ bà cũng phải để cho nhà con đi làm đi ăn chứ. Hôm qua thấy ông chủ gọi điện gấp lắm nên nhà con đi luôn. Công việc gì thì công việc, cũng không bằng mẹ con vợ chồng gặp nhau chứ. Rồi bà, nó đi rồi nó lại về ấy mà.